không 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 nhiều nhiều đây dưới chân này. Đấm bóng chân em. Ui nhiều đấy. Nhiều lắm. Nhiều lắm nhiều lắm. Ôi, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Ngồi dàn dàn, ngồi dàn dàn. Đúng rồi, ngồi dàn dàn. Men, 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 Đâu mình sẽ dùng quả này xuyên cá. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Dồn dồn đi. Không ra đi. Nó lên đây em chặt chết nó luôn. Dồn 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 dồn. Nó chặt vào đầu nhá. Không. Đầu nhá. Đấy. Mày mà chặt được một cá, con cá cao hơn rồi. Này, đi đầu mình đợi. Anh đừng quay lại nhá. Từ từ quay lại quay lại. Từ từ. Đi lên đi. Đi lên. Hoặc là khoáng bùn nó sặc bùn là nó lên hết mà. Đây đây một con to lắm. Đâu đâu. Bắt luôn bắt luôn. Bắt bắt đâu lại đây này. Ôi chạy chạy rồi. Từ từ, tí nữa thì nặng mà được hết rồi. Nó cũng chạy vô. Năm hẳn xuống. Để đấy, đặc công kiểu à, bắt cá này của anh em mình khả năng sẽ khá là thành công đấy mọi người ạ. Kiểu nó chạy ra hết rồi anh. Ơi, đây rồi. Ừ. Đâu, đâu, chạy mất rồi. Ừ, cái mỏ đá ấy. Toàn ấy, dãy đấy. Đâu? Đây có cái chỗ này. Ôi, xem. Có, mày là người cá cơ, cá trội. Đâu? Cái chỗ này. Đâu, đâu, đâu. Đây này. Đấy. Cá cuống, cá cuống đâu? Cá cuống. Cá cuống đâu đấy? Ui, trên kia dậy rồi. Ui, trên kia nhiều. Ui, chạy rồi, hổ mây rồi. Anh em, đi xuống rồi. Mau đẩy lên kia, hổ mây rồi. Nhìn cái cá. Cứ chơi từ từ cho nó chạy ra đấy. Ui, chỗ này nóng không? Ui má. Đây lại có một cái rọ nữa này. Ô, có con gì? Ôi, 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 đây đây đây, em đâu có? Ui, con cá này, đây đây đây, đây con này, vừa đây xong. Từ từ, anh em dần 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 dần. Đúng rồi, chết rồi. Được rồi. Được rồi. Cứt.
được một con rồi. Đây, con giấy ta đẹp kìa, đấy. Đấy. Mày ở dưới. Mày ở dưới. Cho nó lên bờ. Cho mày lên bờ. Cứu mình đi nha. Đặc công Việt Nam không phải thế. Đâu, nó đang vào hết trong khu này đấy. Ôi, một con nó vừa chui từ quần em. Đây, đây. Đây, đây. Ừ, thôi, chậm con đây. Đây, đây, đây. Một con đâm nhá. Quần em nó chui sang kia rồi. Thôi, đừng đâm, đâm vào phần tàu đấy. Đây, đây, đây. Ây da. Bây giờ thôi. Bước lên rồi, bước lên rồi luôn. Đây, đây anh. Một con to đây. Đâu, đâu, nó bước qua đây rồi. Bước qua đây à? Bước qua hàng đá đấy, trúng đá đấy. Ây. Đất bắn. Mày quá à. Trên lưng mình. Ây, ôi ôi ôi. Đây, 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 đây. Cũng mòn luôn. Cái thương này đâm kém lắm anh ạ. Ui, lại mất rồi. Nhá. Được không? Xuyên mắt luôn. Bây giờ cứ đi xúc bùn cho nó nổi. Ê, ê, chân mình xúc bùn nó nổi lên mà. Đang, đang rôn 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 phát cho nó vào, vào khu nông này phát cả. Con cá đang xúc bùn này. Con đá gì con cá không? Đó, đó, đó. Được. Áp phát này người ta chủ cái phim phạm ấy. Con nhanh thôi. Ơ, nhiều lắm, cần cá nhỏ 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 thôi. Có những mấy tủ. Đây, 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 ở trong hàng em. Đây, 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 đây. Đây con. Đây. Đây. Mất rồi. Đây. Rồi. Mất rồi. Nó bị sắc cùn. Sắc cùn. Có màu. Ôi trời. Đấy. Rồi phết đấy. Đấy. Mắc. Mắc ngại mà nó có ngại mà. Mày thế. Anh Cường ơi. Đẳng cấp phết nhỉ. Ai chả. Ai chà, ai à, ai chà, phê nhỉ? Ai à, cậu đây. Còn đấy. Này này, không đi xuống, không đi xuống. Chết. Ồ, mắc luôn ở giữa. Mắc luôn kẹp kê. Tao có tôm ấy, ê, ê, tao có tôm ấy, rú đi. Bước này kìa, con này bị kẹp kê. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, ui to con này to, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, tàn nát biết hết mang luôn. Ui dồi, 17, 18, 19, 22. Đây là toàn bộ thành quả của anh em mình nhá. Ôi, ui trời. Lông nhiều vết nhỉ. Đấy. Nhiều con to này nhỉ. Hôm nay sẽ có món nướng món cá nướng thổ dân nhá mọi người nhá. Bây giờ
hai thằng xuống suối mổ. Đây, em đi mổ à, anh với lại thế anh thì thấy chặng đào lò nhá. Có làm tí cắt cơn không anh? À kìa. À, à, tí nữa. Không tí nữa làm gỏi gì. Ok ok. Tí nữa làm sạch một con đánh vảy một con. Okay. Còn tất cả những con khác mổ không đánh vảy nhá. Chỉ đánh vảy một con. Đấy con thanh thanh như đánh vảy nhá. Đấy. Rồi. À, ba anh em mình lên đây đào lò à, làm một cái lò nướng cá nha mọi người nhá. Mỗi con phải 1 cân. Ngon lắm đấy. Úi xòa, 1 con, 2 con, 3 con. Con này đại tướng này, 4 con, 5 con, 6 con này. Đi tắm vào đây. Mọi người đã hiểu cái cách nướng cá của anh em mình không? Bắt cây lên sông ngoài. Sông cá ngoài. À, xếp cá lên đi. Ném gì? Xếp cá lên. À, xếp lên. Đấy. Thịt chà. Mùi mỏng đấy. Mấy cá to này dày thịt này anh ạ. Lá keo đâu, lá keo đâu, thế lấy lá keo nhanh lên. Đây đây. Phủ luôn này. Đưa cây. Đây. Thế nhỉ, chưa có ăn hết. Hả, thế thôi nhỉ. Ừ, cái đấy để tí nữa còn lại để nó để tí nữa hong phơi khô. Sao phủ lên, phủ lên. Đấy, đây sẽ là món cá lướng thổ dân nhá mọi người nhá. Mọi người nghĩ cái món này có liệu có ok không? Bình thường thì anh em mình hay đốt trực tiếp bằng lửa ấy, nhưng mà hôm nay sẽ ủ để cho nó chín tới ở trong là ok nhá. Được, tí nữa cái lá keo này bắt đầu nó bị cháy, nó bùng lên ấy, thì bắt đầu lật. Thôi chưa? Nó cũng vô mình nướng thẳng vào lửa ấy, để nó chín rồi. Ui dồi, mày cho mày lắm. Vào còn chín ấy. Ê, nghe từ tiếng xì xào của trai trai và ốc chưa? Lật rồi, cái món này nó hơi căng thẳng đấy mọi người ạ. Bỏng ấy. Lấy cái lá keo ấy, em phủi đi. Không cần. Đến lật đây. Đấy, thấy chưa? Thôi thì ngon đấy, đùa đâu. Ui ui, ai có đốc của em kìa. Mắc lá keo. Để nó một tí nữa đi, phụ lật anh này. Ui, có nhiều máu. Ui, to chưa nhiều muối ấy. To nhiều máu. Ui, chảy hết cây kia sập không? Không anh ạ. Cây tươi mà anh. Tươi mà.
chọc vào vườn chín đấy, đúng là chọc dài chín. Ui, ui, con em mở mỏ rồi, ui dồi ôi, nó để ăn không? Không, chẳng ngò. Ui, con em mở mỏ rồi, ơi rồi. Ok đấy. Con em mở mỏ rồi. Nhưng mà phải kiếm à đấy. Cá này thì thường là nướng chín tới là ngon, nhưng mọi người ăn nướng quá là mất ngon đấy. Ui xà, cái món này anh em mình chưa làm bao giờ mọi người ạ. Mỗi khi anh em mình chơi chơi quả là cho thẳng vào bếp lửa luôn đấy. Ném cả con không phải mổ đâu. Nướng cho người nó chóc cái vảy ra ăn ngọt lắm người ạ. Trắng mắt là chín. Ổn áp rồi mọi người. Ui, bong. Ui cha, ngon đấy. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà những cái món nướng trực tiếp luôn như này ngọt lắm mọi người. Thế này là anh em mình nướng quá tử tế rồi đấy, chín đang hoàng rồi đấy. Mọi khi đốt nhỉ, nó vừa chín tới ấy, ngọt lắm. Đây là món cá nướng bóng đêm. Món này món cá nướng bóng đêm nhé mọi người nhé. Wow. Có một con được. Thôi con này cho... Ai là nó tay vì nó bóng đêm quá. Cho tôi tìm. Nào, cho con đây. Dưới đây. Ui giời. Đây là món cá nướng bóng đêm của anh em mình nhá. Không phải đến thành thổ dân nữa. Còn đây là con món sashimi của đạt chó săn. Sashimi cá châu Phi. Vừa làm xong đấy. Món sashimi thì có thể kết hợp với chanh thiếu tí một tạc. Wow, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái món cá nướng của mình. Ui, nóng thế. Ui, nóng, nóng. Ui, nặng nhỉ. Hay. Úi giời, úi trời. Cái cắt cơn đúng đầu ấy. Mời tất cả mọi người nhá. À, trời. Ngon không? Ngọt lắm. Ngọt à? Cá vừa chín đến ngọt cực kỳ luôn. À, đây em thử nướng nhé. Wow, nào con ơi. Ui ôi, được nó này. Món sashimi. Chà. Món này có là gì không? Mời tất cả mọi người nha. Thôi thử đi. Ừ. Em làm. Ngọt lắm anh ơi. Sashimi thì chưa vào. Ngọt lắm. Cắt cơm. Mọi người nhá. Thế ốm à? Thế ốm. Thế tôi ăn cá. Thế bị ốm rồi. Tôi thế hôm qua bị phát hiện ăn cá nên ngại không được ăn nữa đâu mọi người ạ. Không. Không thấy bị dị ứng với cá mọi người ạ. Thông cảm cho không thế tí. Không mà nó mà ăn cá vào nó hay bị dị ứng ngứa họng hay phải đi viện ấy. Bởi thế nhưng mà cái viện đi viện tập thần. Không ăn được cá đâu các bạn, nhưng mà hút nước canh của cá. Hút cho luôn. Đây là hôm nay chắc là chưa đói thôi. Úi dồi. Lá cho cháu xin cái lá chua này. Đấy. Khách không mời. Ôi xa. Anh ơi. Này ghém. Ghém này. Đó. Anh nhìn em nha. Ui ít quá. Ít. Đấy. Đấy. Đây là lá rừng. Lá rừng. Gói lại. Đây là lá chua chát này. Ở mình gọi là lá chua chát hoặc là lá lồm nhá. Đấy, bây giờ mình phải thử một miếng. Hết giờ luôn. À, đây. Ngon rồi. Đây nhá. Thử cái miếng sashimi của đạt chó săn nhá. Ngon lắm mày ạ. À, một miếng. Gói cái lá này ăn ngon nhỉ. Sashimi này thiếu thiếu gì nhỉ? Mù tạt. Mù tạt. Ẹ thử một miếng sashimi này. Thử một miếng nào. Ngọt quá rồi. Ta. Cho này nhá. Ok đó. Ngon không mày? Tuyệt vời luôn. Đây, kẹp mấy lá này. Đấy, sao? Cho miếng ớt là ngon hết rồi. Ui, em thử cho miếng ớt nào. Mày không để miếng ớt. Đây. Mày làm chua quá. Thiêu một quả chanh này, ăn được sống cơ. Đấy. Không, tao phải tìm miếng bọc bọc. Đấy. Đấy. Đó.
ngon lắm mọi người ạ, tươi, ngon. Lá lùng, lá lùng. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình quên mọi người nên ăn chín uống sôi nhá, đừng như anh em mình. Anh em mình tốt bụng, ăn bụng tốt. Thì anh em mình chẳng tốt bụng à? Thế nên là ăn được tất cả mọi thứ. Từ sashimi, cá hồi, rồi sashimi, cá rô phi, các kiểu. Chén được hết. Wow. Đại khái là ngon. Nhưng mà em thích ăn cái món cá nướng này, xong đấy thịt này, quấn với cả cái lá chua này ăn ngon lắm. Ở ngoài đồi này thì ăn bất cứ thứ gì cũng ngon. Xin phép mọi người là được dùng tay với kia nhá. Tại vì ở ngoài đồi này, ngoài rừng rú này thì thật ra là hay theo kiểu ăn hoang dã ấy. Đấy. Thế nên là nhiều người cứ bảo anh em mình ăn bẩn. Nhiều người thì lại bảo người bảo thích như thế nó mới tự nhiên. Nhưng mà anh em mình cứ làm một cách gọi là nó là nói chung là cứ anh em mình có gì thì dùng đấy đấy, chứ không phải là bày đặt phải làm mà đấy, bày đặt làm thế nọ làm thế kia cả. Sẽ có những người yêu thích và sẽ có những người không yêu thích, nên cũng đành phải chấp nhận. Món này ngọt đấy, tưởng bữa nay không ăn không khả năng là phải tối nay khả năng anh em mình vẫn chưa thể trú tại đây được, tại vì bây phải chuẩn bị một ít đồ nữa, đặc biệt là thiếu thiếu một tí cay cay vitamin nát rượu. Nát rượu rượu đi đâu thì cũng phải mang rượu đi, này quên rượu lại còn cay cay. Bia không được à? Nát rượu mình không uống rượu bia hay nát nhất gì đâu, nhưng mà thỉnh thoảng uống một tí cho nó khỏe người thôi. Đã thế mình được mệnh danh là gọi là Happy Queen. Ăn nó chưa? Dạ dạ. Lấy phần gì cho ấy? Lấy cái xương thế trạng, lấy xương rồi nó không ăn được cá. Chắc là xương cá là ăn được này. Nó không ăn được canh. Canh à? Ê ô, nói thế thì bảo thế là chó đâu. Wow, vừa ăn uống nó say xong rồi mọi người ạ. Bây giờ mọi người biết là cái thú vị nhất là gì không? Nhất tắm sông. Nhi ở đâu? Nhưng mà anh ơi, từ no rồi chưa say. Bây giờ sẽ làm cái thứ nhất trước đã. Anh em! Yeah!